Rồi, ghé đi. Trung ngồi yên đó, thằng Bảo ngồi giống như anh Trung được không? Nó giống như anh Trung vậy, ngồi xuống. Ok, vậy đó đi. Ngồi như anh Trung đẹp hơn. Một cái nữa đi, một cái nữa. Trung chỉ anh Bảo ngồi giống như con ạ. Để cái tay lên giống như trong vậy. Để cái tay lên kia. Rồi đưa cái đồng hồ ra. Good. Coi chỉnh cái bông cái gai đó. Excuse me, sir. That's your car or you rent it? My car. Wow, nice. Yeah, thank you. Yeah. Yeah. Can I take a picture of your car?